Trong video lần này mình sẽ nói về cái phần extension của bên card. Thứ nhất là về cái phần module, thì module là một trong những cái phần quan trọng có hình thành nên những cái chức năng của bên card. Đó là mặc định, thì một số cái module mặc định của bên card khi chúng ta cài đặt. Ngoài ra thì chúng ta có thể cài đặt và setup những cái module khác từ bên ngoài. Điển hình là một số cái module của Cooler Theme, trong đó có accordion và những một số cái module khác như là advanced html hay là css slideshow vân vân. Thì phần này nếu mà bạn có nhu cầu thì bạn có thể tải những cái plugin ở trên mạng và cài đặt thông qua FTP, bởi vì OpenCAD nó hơi khác với lại WordPress một chút là nó không có cho install plugin mà một cách tự động được, mà chúng ta phải thông qua FTP để chúng ta upload những cái file cần thiết và chúng ta mới thể tiến hành cài đặt và edit. Thì trong này có một số cái cơ bản như sau. Đó là plugin accordion, thì mình sẽ giới thiệu phần này. Accordion là một trong những cái plugin cho phép chúng ta xem những cái sản phẩm mà dưới dạng slide, ví dụ như là như thế này. Đây là một cái accordion nên sẽ slide như thế này, thì chúng ta có thể là sử dụng cái module đã có sẵn hoặc là chúng ta add thêm một cái module nữa. Thì trong cái module này chúng ta có thể cài đặt nó ở dưới dạng là nó sẽ hiển thị ở đâu, ví dụ như là layout nó sẽ nằm ở category thì chúng ta chọn category, hoặc là chúng ta muốn cái module nó nằm ở trang home thì chúng ta sẽ chọn phần home. Và cái bộ season của nó là content top, nghĩa là phía trên, bottom là dưới, và left là bên trái, right là bên phải. Và cái product limit nghĩa là giới hạn, thì ví dụ như chúng ta để số 5 thì ở bên này mặc định nó sẽ là 5. Để 6 thì nó sẽ hiển thị 6 product. Và dimension thì ở bên cái ô bên tay trái nó là width và ô bên tay phải nó là height, thì được tính dưới dạng là pixel. Và ra thì nó có những cái feature đi kèm theo, thì chúng ta có thể on hoặc off những cái này, ví dụ như là title, price, giá cả, hoặc là những cái đánh giá hoặc là mô tả vân vân. Tiếp theo là cái module advanced html, thì đây là một cái những module linh hoạt nhất trong Cooler Theme. Thì đây chúng ta có thể tạo ở trên này thì không có gì mặc định, là chúng ta có thể viết cái insert một cái title để cho chúng ta dễ ghi nhớ, sau này có thể tìm kiếm được. Và nó cũng có cái module type như thế này, là mặc định là standard thì layout và position. Và ở đây là chúng ta sẽ chèn những cái code HTML theo chúng ta muốn. Thì như các bạn thấy trong đây nó là hai cái short code của Cooler Theme, đó là cái short code là social icon và newsletter. Thì social icon nằm đâu, đó là nó sẽ nằm ở phần này, đây là Cooler social icon. Thì khi các bạn mà tạo một cái module thì mặc định cái phần short code nó sẽ hiển thị ra cái tên này, bạn copy cái phần này bạn dán vào cái chỗ mà HTML lúc nãy thì nó sẽ hiển thị ra cái phần module chúng ta muốn. Về cơ bản là phần này khá là quan trọng, cho nên là tốt nhất là khi chỉnh sửa bất cứ thứ gì trong này thì các bạn phải ghi nhớ cái setting mặc định của nó, hoặc là chúng ta backup lại cơ sở dữ liệu hoặc rồi chúng ta mới tiến hành sửa chữa hoặc là cài đặt thêm bất cứ thứ gì trong này. Tiếp theo là về phần shipping, nghĩa là phần shipping, phần payment là thanh toán, và shipment là có nghĩa là giao hàng. Thì mặc định là OpenCAD nó sẽ cài đặt sẵn một số cái shipping method, nghĩa là phương thức thanh toán khác nhau. Tuy nhiên là ở Việt Nam thì chúng ta sẽ không xài những cái phương thức thanh toán này, và thay vào đó là chúng ta sẽ xài cái phần flat rate, có nghĩa là thanh toán phổ thông, và cái free shipping nghĩa là miễn phí thanh toán. Trong flat rate thì chúng ta sẽ nó chỉ cho phép chúng ta là thanh toán
một đơn hàng là với một cái chi phí cố định, ví dụ như là 5.000 hoặc là 10.000, chứ không thanh toán theo địa chỉ hoặc là vùng miền vân vân. Và đây tax class có nghĩa là thuế, thì chúng ta sẽ chọn là none, có nghĩa là không tính thuế hoặc là những cái kiểu thuế mà bạn tạo. Và đây là cái vùng thì chúng ta chọn all zone, là tất cả các vùng. Nó có một số cái vùng mặc định như là UK, VAT bên UK, sort order là thứ tự của cái hiển thị cái shipping method này. Và cái thứ hai nó là free shipping, nghĩa là miễn phí khi giao hàng đó. Thì cái total này có nghĩa là cái số order, cái số tiền mà khi đạt đạt tới cái mức này hoặc lớn hơn thì nó sẽ tự động là chuyển sang free shipping. Thì mặc định chúng ta không điền thì có nghĩa là lúc nào cũng là free shipping. Hoặc là nếu mà chọn vào cái flat rate thì nó sẽ tự tính vào flat. Và trong phần payment thì nó sẽ có những cái phương thức thanh toán. Cái phần mà shipping method là phương thức giao hàng, còn payment method là phương thức thanh toán. Thì OpenCAG hỗ trợ rất là nhiều phương thức thanh toán phổ biến hiện nay như là PayPal hoặc là Amazon Checkout, và có cả web payment software. Thì trong này chúng ta sử dụng cái phương thức thanh toán nào, chúng ta sẽ chọn thứ nhất là một là cái free checkout này chúng ta không quan tâm bởi vì nó là miễn phí mặc định. Cái thứ hai là nó là cash on delivery, có nghĩa là thanh toán tại nhà. Thì khi enable cái tính năng này thì lúc mà người dùng thanh toán họ sẽ có một cái radio button, nghĩa là cái dấu tròn tròn để chúng ta chọn vào, thì lúc đó là chọn thanh toán tại nhà thì cái tiền thanh toán nó sẽ được trả tại nhà khi mà người đến giao hàng. Và cái free, ngoài ra nó còn có cái bank transfer, nghĩa là chuyển tiền qua ngân hàng, thì cái phần này là quan trọng. Thì nó sẽ có hướng dẫn chuyển tiền như thế nào, hướng dẫn chuyển ở tài khoản nào, vân vân. Tốt nhất là chúng ta sẽ nhập những cái thông tin quan trọng ở trong field này, hoặc là tạo một cái trang khác có liên quan, có chứa cái nội dung thanh toán hoặc là cái điều khoản như thế nào để mà người dùng có thể đọc và họ có thể thanh toán một cách dễ dàng. Và cái phần total này cũng như là cái phần shipping method và cái order status, khi mà mặc định thì nó sẽ là pending, tức là đang chờ, có nghĩa là khi mà người dùng thanh toán thì admin họ sẽ vào cái trang quản trị như thế này, họ sẽ trong cái order họ sẽ đổi cái status của cái order thành là complete hoặc là fail, tùy tùy nếu mà gặp trục trặc trong vấn đề thanh toán vân vân. Và cái zone này nó cũng như là ở bên shipping method thì nó có on zone UK shipping và UK VAT zone, thì mặc định nó là on zone, chúng ta không cần quan tâm phần này. Và cái status là enable hoặc là disable cái phương thức thanh toán bank transfer. Và cái sort order này có nghĩa như sau, ví dụ như là cái phần mà free check out bạn chọn số 1 và cái sort order chọn số 2, thì khi khách hàng thanh toán họ sẽ thấy cái free check out đầu tiên và tiếp theo là mới tới bank transfer. Còn nếu mà sort order bạn chọn 1 thì khi mà họ thanh toán họ sẽ thấy bank transfer xuất hiện đầu tiên. Ngoài ra một số tính năng nâng cao khác như là order totals thì nó có những cái một số cái gọi là khi mà thanh toán thì chúng ta sẽ hiển thị ra như thế nào, ví dụ như là coupon. Thì khi mà status enable có nghĩa là nó sẽ hiển thị cái field, một cái ô nhập coupon vào để người dùng, nếu mà coupon thì họ có coupon họ sẽ nhập vào, hoặc là một số cái như là gift voucher này vân vân. Thì cái này là tùy, nếu mà order của bạn đơn giản thì chúng ta sẽ disable bớt một số cái tính năng không cần thiết, ví dụ là Klarna fee
thì cái này là ở Việt Nam không có, hoặc là lower order fee vân vân. Cứ reward bonds có nghĩa là mặc định là cộng điểm khi mà một món khi mà thanh toán một món hàng nào đó thành công vân. Product fit, phần này liên quan tới quản trị website như trong phần system setting. Trong này nó có hai cái tính năng là Google Page hoặc là Google Sitemap. Thì cái này, cái phần Sitemap là sẽ giúp cho Google có thể tìm kiếm sản phẩm một cách dễ dàng dựa trên những cái từ khóa và dựa trên cái phần Sitemap mà website cung cấp cho Google.